Chào cả nhà, chào mọi người. Xin được chia sẻ với mọi người về công nghệ năm 2017, đó là thời đại và công nghệ của coin. Chúng ta đã nhìn thấy giá của Bitcoin 1320, Ethereum 70 tăng đến 45% trong vòng 7 ngày, tăng đến 59% trong vòng 7 ngày với cái tỷ giá là 0.05 coin cho cái mã XRP. Vậy làm thế nào để sở hữu coin? Làm thế nào để đầu tư coin? Làm thế nào để trade coin? Làm thế nào để sở hữu được Ripple? Làm thế nào để sử dụng Litecoin? Vốn đầu tư.com và đầu tư gì.vn xin được gửi đến mọi người các cái thông tin về khóa học coin, cũng như là đưa ra các giải pháp về đầu tư coin, sở hữu coin, cũng như là đưa ra các cái giải pháp về làm thế nào để tính toán, đưa ra cái dự đoán coin lên trong thời điểm nào. Chúng ta hãy xem xét một số các cái mã coin. Chúng ta có thể xem được mã Ripple, Ethereum. Và vì sao Ripple tăng 26.8% trong vòng 24 giờ qua? Rất nhiều các thông tin. Như chúng ta đã biết thì các biểu đồ hình nến để chúng ta phân tích được các cái cặp coin trong cái việc đầu tư tỷ giá của coin Ethereum, XRP hay LTC hay Dashcoin hay là một số các cái cặp coin khác, làm thế nào để phân biệt được và làm thế nào để chọn trong hàng trăm hàng nghìn loại coin để chúng ta có được cái mã blue chip của chúng ta, làm thế nào để chúng ta biết được coin nào đang được đầu tư và phát triển về công nghệ. Các tập đoàn lớn như Samsung, Facebook hay là Twitter hay Zalo cũng đang nghiên cứu về coin. Thì chúng ta làm thế nào để biết được các tập đoàn đó đứng sau các cái đồng coin đó, phát triển cái coin đó như nào để có một cổng thanh toán cũng như là có một cái phương thức để giao dịch coin an toàn hiệu quả nhất. Xin được liên hệ với vốn đầu tư.com và đầu tư gì.vn. Làm thế nào để chúng ta biết được mua coin khi nào, bán coin khi nào, làm thế nào để bảo mật, an toàn. Chúng ta đón chào các khóa học để đầu tư coin, trade coin. Xin được cảm ơn mọi người và xin được hẹn gặp lại ở các khóa học coin tiếp theo.